bắt đối tượng dùng hình ảnh nhạy cảm để cưỡng dâm bạn gái cũ. Ngày 31 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Châu Văn Tê, sinh năm 1998, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Huế về hành vi cưỡng dâm. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào khoảng tháng 9 năm 2022, Châu Văn Tê có tình cảm yêu đương với chị Nguyễn Thị Hát, sinh năm 2003, trú tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tê nhiều lần quan hệ tình dục với Hát và chụp ảnh, ghi lại video hình ảnh nhạy cảm của chị Hát. Sau khi chia tay, Tê đã gửi ảnh, video cho Hát, yêu cầu Hát phải đi nhà nghỉ quan hệ tình dục với mình, nếu không sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm. Vì lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình phát tán ra bên ngoài, nên khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 năm 2023, Hát đã đến nhà nghỉ Gamay Apartment, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, theo yêu cầu của Tê. Tại đây, Tê có hành vi cưỡng dâm đối với chị Hát thì bị lực lượng chức năng của công an thành phố Huế phát hiện, bắt quả tang.